chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của Cao Minh. Và ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ, người bạn đồng hành quen thuộc đó là Huỳnh Vít. Ngày hôm nay thì hai anh em chúng tôi sẽ cùng quý vị và các bạn đến khám phá một hòn đảo xinh đẹp, chỉ nằm cách trung tâm Hà Nội có hơn 100 km thôi. Và chúng ta sẽ chờ đón xem những gì đang đợi chúng ta ở đó nhé. Vâng, và hiện tại bây giờ đang là hơn 6 giờ sáng thì các bạn có thể thấy là đường còn khá là vắng. Và chúng tôi đang ở showroom Cao Minh số 127 Láng Hạ. Hôm nay với chủ đề là văng trắng và hải sản thì các bạn cần lưu ý trong một chuyến đi như thế, chúng ta cần chuẩn bị điều gì? Thứ nhất là chuẩn bị ly uống vang. Ly vang thì rất là quan trọng và mỗi loại vang sẽ có một dáng ly riêng. Và nhiều nơi thì không sẵn sàng ly vang để phục vụ vang, cho nên là mọi người hãy chuẩn bị ly vang để sẵn sàng nhé. Thứ hai đó là khui vang. Các bạn có thể dùng khui tay, khui điện hoặc bất cứ khui nào bạn có đều được. Nếu không sẽ cực kỳ khó khăn khi mở những chai có nút bần nhé. Thứ ba, đối với vang trắng hoặc vang sủi thì sẽ là xô đá để chúng ta ướp vang. Còn đối với vang đỏ thì sẽ là đi canter để cho vang thở. Hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng xô đá để ướp vang trắng. Và điều quan trọng cuối cùng đó chính là những chai vang. Và trong em nhớ là trong một lần mà em đi ăn cùng với gia đình ấy thì là em đã quên cái thùng vang của gia đình trong bữa tiệc đó, và mọi thứ sau đó thì chúng ta có thể tưởng tượng được điều gì ạ. Và mọi thứ đã sẵn sàng, bây giờ thì bắt đầu đi thôi.